ban hành đề án thúc đẩy xúc tiến thương mại tăng cường quản lý đưa khách Việt đi du lịch nước ngoài Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản rút lại biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu kính chào quý vị quý vị vừa cùng chúng tôi điểm qua một số tin tức nổi bật có trong bản tin kinh tế tài chính hôm nay ngay sau đây mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa ban hành đề án tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong nước nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 31 tháng 7 2009, 31 tháng 7 2019. Theo đề án, Bộ Công Thương sẽ tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong nước, trong đó có sự kiện khuyến mại quy mô lớn với sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối trong nhiều lĩnh vực, đồng thời khuyến khích và kích cầu tiêu dùng nội địa thông qua các hoạt động mua sắm truyền thống, thương mại điện tử và các hình thức khác, tạo ra khác biệt so với các chương trình khuyến mại đơn lẻ do các doanh nghiệp các địa phương tự tổ chức. Mặt khác, nhằm tăng cường vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc bình ổn giá cả, ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát. Bộ Giao thông Vận tải đang tiếp tục đàm phán với các nhà đầu tư nhằm hoàn thành lắp đặt 44 trạm thu phí không dừng trong năm nay. Việc triển khai áp dụng hệ thống thu phí tự động không dừng tại các trạm thu phí đường bộ là chủ trương phải thực hiện theo chỉ đạo của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội, hướng tới sự hài lòng và thuận lợi cho người tham gia giao thông, đảm bảo sự minh bạch. Theo Bộ Giao thông vận tải, các nhà đầu tư BOT quản lý 40 trên 44 trạm thu phí đã cơ bản thống nhất ký phụ lục hợp đồng với Bộ Bộ Giao thông Vận tải đang tiếp tục đàm phán với bốn nhà đầu tư còn lại nhằm đảm bảo tiến độ ký phụ lục hợp đồng trước ngày 10 tháng 7 tới nhằm hoàn thành lắp đặt 44 trạm thu phí trong năm nay theo chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ. Bộ Giao thông Vận tải sẽ đôn đốc chỉ đạo các nhà đầu tư BOT bằng giao trạm đang thu phí cho nhà cung cấp dịch vụ để thực hiện thu phí không dừng ETC. Đồng thời, dừng thu phí khi nhà đầu tư BOT không ký phụ lục hợp đồng BOT với nhà cung cấp dịch vụ trước ngày 31 tháng 8 năm 2019. Mới đây, thương vụ tại Hà Lan lại tiếp tục nhận được một số đề nghị giúp đỡ của doanh nghiệp Việt Nam nhờ hỗ trợ điều tra sau khi đã tiến hành giao dịch kinh doanh và đã trả trước 30-40% đến hoặc đặt cọc, nhưng sau đó đã không thể liên lạc được. Thương vụ tại Hà Lan tiếp tục lưu ý các doanh nghiệp Việt Nam cần hết sức cảnh giác trong giao dịch mới, không rõ và đối tác. Trường hợp gần đây nhất là đối tượng lừa đảo sử dụng tên công ty BRFBV, www BRF BV, website www.brf gạch ngang bv.com để giao dịch với công ty Việt Nam. Sau khi chuyển tiền trả trước 40%, phía công ty Việt Nam cũng chỉ trao đổi qua điện thoại di động với đối tác và sau đó đối tượng thường yêu cầu chuyển thêm tiền container lạnh hoặc tiền bảo hiểm. Sau khi tra cứu bộ, thương vụ nhận thấy các doanh nghiệp này có địa chỉ thường là công ty một người có đăng ký kinh doanh có trang web thiết kế cầu kỳ, hoành tráng, đầy đủ các thông tin, số điện thoại, trùng với thực tế, công ty đăng ký. Do vậy, thương vụ tại Hà Lan tiếp tục lưu ý các doanh nghiệp Việt Nam cần hết sức cảnh giác trong giao dịch với những công ty mới quen biết, lấy địa chỉ trên Internet, tuyệt đối không trả trước tiền hàng nếu không biết rõ đối tác và liên hệ với thương vụ để tham vấn về sự tồn tại và tính hợp pháp cũng như độ tin cậy của đối tác Hà Lan. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện chương trình sản xuất rau quả chất lượng, an toàn, phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Đến nay, thành phố đã có 1.438 ha canh tác rau đạt chứng nhận về cáp. Diện tích trồng rau của Thành phố Hồ Chí Minh hiện đạt 3.517 ha, tập trung chủ yếu ở quyền củ chi trên 2.000 ha, tại quyền Bình Chánh, quyền Hóc Môn và một số khu vực khác. Trong đó, diện tích rau ứng dụng công nghệ cao gần 44 ha, Hiện đã có 1.420 tổ chức cá nhân sản xuất rau quả trên địa bàn thành phố đạt chứng nhận Việt Gáp với tổng diện tích 1.438 ha, chiếm 46,8% diện tích trồng rau của thành phố, sản lượng trên 147.700 tấn mỗi năm. Việc triển khai dán tem truy xuất nguồn gốc rau củ quả Việt Gáp cũng đã được thực hiện tại 7 hợp tác xã và một tổ hợp tác với mỗi ngày khoảng 15,3 tấn rau quả được dán tem để cung ứng cho thị trường. Thưa quý vị và các bạn, Khung pháp lý hiện hành đã có nhiều quy định ra đời với mục tiêu có thể giám sát, quản lý chặt chẽ từ hành vi quảng cáo cũng như thẩm định chất lượng công trình xây dựng. Những tưởng các chế tài này có thể giải quyết những bức xúc của người mua nhà, nhưng thực tế cho thấy hàng loạt vụ tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư vẫn liên tiếp diễn ra và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trước tình trạng các dự án chung cư ở Hà Nội cũng như trên cả nước hiện nay đang trong quá trình hoàn thiện chuẩn bị bàn giao xảy ra tranh chấp gây bức xúc cho khách hàng ngày càng có những diễn biến phức tạp theo các chuyên gia việc lấy lại một trật tự là thực sự cần thiết và cần phải có biện pháp để khắc phục tình trạng này chúng tôi cho rằng là cần thiết phải lấy trở lại một cái trật tự rằng ai đó doanh nghiệp nào đó chủ sở hữu nhà đầu tư nào đó phải bị tước bỏ những cái lợi tức những cái nguồn lợi mà do cái quảng bá sai sự thật mà người ta đã chiếm hữu chiếm dụng của phía khách hàng. Chuyên gia cũng nhận định rằng vấn đề để giải quyết tình trạng trên không chỉ từ một phía mà trách nhiệm xã hội phải từ các bên. thì tôi cho đây cái trách nhiệm xã hội không phải là của doanh nghiệp nữa mà kể cả người dân cũng phải có trách nhiệm về vấn đề đó. Đấy. rồi các chức chính quyền chúng ta vào cuộc để làm sao mà từng cụ thể từng vấn đề từng khu chung cư một chúng ta giải quyết đến nơi đến chốn. Sai đâu sửa đó. Trên hết để giảm thiểu những tranh chấp ở các khu chung cư thì chính các cơ quan chức năng cần sát sao hơn nữa trong việc kiểm tra, giám sát thường xuyên, xử lý kịp thời các sự cố. Cái vấn đề của ta ở đây là thiếu sự phối hợp đồng bộ trong việc thanh kiểm tra giám sát thường xuyên để tránh xảy ra những cái việc như thế này. Nếu như các cơ quan chức năng họ kịp thời kiểm tra và phát hiện những cái sai phạm và buộc chủ đầu tư phải xử lý sửa chữa ngay từ lúc ban đầu thì có lẽ sẽ không bao giờ để xảy ra những cái việc như thế này. Quản lý vận hành chung cư, nhà cao tầng là vấn đề nóng hiện nay. Xoay quanh vấn đề này, nhiều chuyên gia cho rằng chỉ khi xác định rõ trách nhiệm mới xử lý thấu đáo vấn đề. Trong đó, vai trò của cơ quan chức năng lại rất quan trọng. Nếu chính quyền các cấp có sự chủ động giải quyết các tranh chấp ngay từ lúc phát sinh thì sẽ góp phần làm giảm thiểu những mâu thuẫn tồn tại, giúp ổn định an ninh trật tự và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững. Thưa quý vị, cùng với lượng khách du lịch quốc tế Việt Nam tăng hàng năm, lượng người Việt Nam đi du lịch nước ngoài tăng trưởng liên tục, bình quân 20% một năm. Thế nhưng, một trong những vấn đề khiến các nhà làm du lịch lo ngại hiện nay chính là tình trạng lợi dụng du lịch để ở lại nước ngoài cư trú bất hợp pháp. Tại các hội chợ du lịch, nhu cầu mua tour quốc tế rất lớn với các công ty lữ hành quốc tế quy tín, mỗi năm lượng khách quốc tế tăng đến 30%. Theo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, trong năm 2018 đã có tới 10 triệu lượt khách Việt đi du lịch nước ngoài. Số lượng khách đi du lịch nước ngoài tăng, khẳng định mức sống cũng như nhu cầu tăng. Song sự việc những du khách cố tình trốn ở lại đã ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Gần đây nhất, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo quỷ bỏ tư cách với 6 công ty du lịch Việt Nam và một công ty bị đình chỉ có thời hạn dù không đưa ra lý do, nhưng theo nhiều đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế, nguyên nhân chủ yếu liên quan đến việc du khách trốn ở lại bất hợp pháp. Trước đó, đầu năm 2019, Đài Loan Trung Quốc tuyên bố ngừng cấp visa quan hồng cho khách đoàn Việt Nam và thắt chặt chính sách visa về dụ 152 khách du lịch bỏ trốn. Ở ngoài Đài Loan, thì tôi nghĩ là Hàn Quốc và Nhật Bản mặc dù Hàn Quốc và Nhật Bản thì cái cơ chế xin visa của họ cũng rất khắc khe mặc dù là có khởi mở đối với Việt Nam nhưng mà về lâu dài thì họ sẽ mở rộng cửa đối với Việt Nam hơn và cái nguy cơ khách ở lại sẽ nhiều hơn để quản lý hoạt động du lịch đưa khách Việt Nam cho nước ngoài, Nghị định 45 trên 2019 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 tới quy định. Nếu đơn vị để khách du lịch trốn ở lại nước ngoài trái pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 80 đến 90 triệu đồng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh hoạt động lữ hành từ 12 đến 18 tháng. À, đối với những doanh nghiệp nếu như họ thực sự là những doanh nghiệp mà họ thực sự làm để cho người khách hàng bỏ trốn thì tôi nghĩ rằng là còn phạt nặng hơn nữa. Nhưng đối với những doanh nghiệp mà làm ăn chân chính thì tôi nghĩ rằng là cái mức độ thực sự là rất là phạt là nặng đối với họ. Vậy thì phải làm sao mà phải để phải phân biệt được ra cái nào là cái thực sự là cái chân chính và cái không chân chính hồ biến để thực hiện những cái định này. À, thì không phải là chỉ một vài lần mà có lẽ diễn ra rất nhiều và kể cả trong quá trình làm các tình huống xảy ra chúng ta có thể là điều chỉnh vừa sửa đổi hay là bổ sung làm thế nào đó cho cái hiệu quả nhất trong khi chúng ta ứng dụng luật cũng như là các quy định về pháp luật để thực hiện một cái hoạt động trong một ngành du lịch. Thực tế, vẫn có những trường hợp làm giả hồ sơ rất tinh vi để qua mặt các công ty du lịch. Các doanh nghiệp du lịch chân chính kỳ vọng những quy định chặt chẽ cụ thể từ nghị định 45 sẽ các phần làm trong sạch môi trường kinh doanh du lịch Việt Nam. Tinh kinh tế tài chính thế giới. Thưa quý vị, tổng thống Hàn Quốc vừa kêu gọi Nhật Bản rút lại biện pháp hạn chế xuất khẩu và tiến hành các vòng đàm phán song phương một cách thiện chí. Tổng thống Hàn Quốc khẳng định chính quyền Seoul sẽ nỗ lực giải quyết vấn đề thông qua các biện pháp ngoại giao. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng tuyên bố nếu các công ty Hàn Quốc phải hứng chịu nhiều thiệt hại, Seoul sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp cần thiết. Samsung Electronics, SK Hynix, các hãng công nghệ hàng đầu Hàn Quốc chuyên cung cấp chip cho Apple và Huawei dự kiến sẽ chậm trễ trong sản xuất khi quyết định hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản có hiệu lực từ ngày 4 tháng 7. Theo khảo sát, Hàn Quốc nhập khẩu từ Nhật Bản 94% nhu cầu về các vật liệu công nghệ cao. Deutsche Bank, ngân hàng thương mại lớn nhất của Đức, vừa công bố kế hoạch tái cơ cấu để cải thiện lợi nhuận. Kế hoạch tái cơ cấu này sẽ tiêu tốn của ngân hàng khoảng 7,4 tỷ euro đến cuối năm 2022. Theo đó, ngoài việc rút khỏi mảng giao dịch chứng khoán toàn cầu, Deutsche Bank còn có kế hoạch thu hồi dịch vụ ngân hàng đầu tư và điều chỉnh hoạt động kinh doanh đối với các sản phẩm dịch vụ có lãi suất. Để giải quyết các khoản mục trên, bản cân đối kế toán lên tới 74 tỷ euro từ các đơn vị kinh doanh. Deutsche Bank sẽ thành lập ngân hàng xấu nội bộ. Ngoài ra, Deutsche Bank còn có kế hoạch thu hồi dịch vụ ngân hàng đầu tư và điều chỉnh hoạt động kinh doanh đối với các sản phẩm dịch vụ có lãi suất. Kế hoạch tái cơ cấu của Deutsche Bank cũng bao gồm các giảm nhân sự toàn cầu, quy mô, các đơn vị trong ngân hàng cũng được thu hẹp. Tòa án tối cao bang New South Wales của Australia đã cảnh báo Google sẽ bị buộc tội khinh miệt tòa án sau khi gã khổng lồ công nghệ của Mỹ này phất lờ lệnh của tòa yêu cầu gỡ bỏ các đánh giá có nội dung phỉ bán trên Google. Cảnh báo được đưa ra sau khi một doanh nhân nổi tiếng ở thành phố Sydney ngày 4 tháng 7 giờ qua khởi kiện Google khi công ty công nghệ này không đáp ứng yêu cầu gỡ bỏ các nội dung có tính chất phỉ bán nghiêm trọng đối với doanh nhân này. Luật sư của doanh nhân này cho biết những nội dung trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cũng như cuộc sống và công việc làm ăn của thân chủ. Luật sư này cũng cho rằng ngày càng nhiều doanh nhân có uy tín bị ảnh hưởng bởi các đánh giá tiêu cực trên mạng, thường là của các đối thủ cạnh tranh trên các nền tảng kỹ thuật số như Google, Facebook và YouTube, trong khi các hãng truyền thông xã hội phản ứng rất chậm trong việc đáp ứng các yêu cầu gỡ bỏ các đánh giá trực tuyến có nội dung phỉ bán và xúc phạm. Đến đây, thời lượng của bản tin kinh tế cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.